vừa đi luôn này là mình cứ giải phân thế này. Vâng. Giải đều hết từ lúc này là cứ vậy là té đều ra. Vâng. Vậy là bắt đầu. Thế sau sau khi trồng 1 tháng mình bón phân được không? Trồng không giải phân trước rồi thì không phải bón phân gì nữa. À thế. Coi như là mình bón hết phân hết xuống đây rồi. Vâng. Đấy. Thế là mình cứ trồng thế thôi, không cần. Là mình giải ni lông, là mình phủ ni lông vào, mình... là mình trồng. Vâng. Trồng vậy cho đến khi nào mà thu quả thì thôi. Ừ, mà cũng không cần phải tươi tươi nước hay gì. Xong là sau này nó ra quả thì mình sẽ dùng cái thuốc gọi là phân kích quả đấy, phân kích quả. Quả nó to. Vâng. Thế thì mình phải phun vào cái quả này để cái quả nó nở nó to. Thế đấy là mình phun trước thu hoạch bao lâu, khi nào mà cái quả ở giữa nó bằng này. Vâng. Bắt đầu là mình phun, xong 10 ngày sau mình lại hoặc nửa tháng sau mình lại phun lại lần hai. À thế ạ. Thế thôi, vậy là cứ để vậy là tự nó phát triển lên. Thì sau này nhá, đến lúc quả nó lớn nó to nó chín thì vâng. Cái phân mà mình phun của phân bón quả nó sẽ ngấm vào. Không, nó dần nó phân hủy hết cái phân ấy đi. Nó tốt thì nó chăm bón cái quả đấy, vâng. Nhưng mà sau vài tháng thì nó sẽ phân hủy đi. Vâng. Đấy, vậy là nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng. Một cái tí gì về cái là bị ảnh hưởng gì do phân hoặc do này khác không có. Vâng, gọi là sạch 100%. Sạch 100%, tại vì khi dưa nó phải là lúc ra quả rồi nó phải 4 tháng sau mới được thu đúng không? Đúng rồi. Thì mình đã bón trước cách đấy 2 tháng rồi. Vâng. Còn 2 tháng nữa nó có cái phân nó ngấm vào là nó cứ vậy là nó phát triển lên. Vâng. Đồng thời là lúc dứa già là các loại phân đấy nó đã phân hủy hết rồi. Vâng. Không còn cái gì nữa. Vâng. Thì ví dụ như là ở nông trường nông giao, công ty nông trường nông giao này họ ấy là sẽ thu mua về để họ ấy xuất khẩu sang bên nước ngoài. Vâng. Thì là người ta cũng ở ví dụ như là ở Pháp hoặc ở Nhật hoặc ở các nước đấy, nó về thì nó sẽ kiểm tra quả dứa, nó sẽ bổ, nó sẽ dùng máy. Máy nó đo. Và nó đo. À. Đấy, nó đo nhiệt độ, nó đo đấy xem là trong cái quả dứa đấy nó sẽ có các cái phân gì hóa học hoặc phân gì ở trong cái quả dứa đấy không, thành phần trong quả dứa không. Nhưng vâng. Nếu như mà mình bảo là thì họ đo thì họ sẽ biết là đúng sẽ rồi. Không có. Đúng rồi. Đấy. Chứ bây giờ cả công ty mà bây giờ mà người ta cứ dùng như thế thì có mà cái công ty nó chở phá sản từ lâu rồi làm gì còn trụ đến bây giờ. Vâng. Đấy, cho nên là nguyên nhân là vì sao mà cái tính ra cái cây dứa này cũng cho người nông dân thu nhập cao ấy chứ. Cao chứ. Cao chứ. Nếu vâng. nếu như cách đây khoảng 5-7 năm về trước. Vâng. Thì chắc rằng là nó không bao giờ là nó không được như bây giờ, nhưng bây giờ cái kiểu người nông dân nó theo những cái kinh nghiệm này là cũng không phải là ai ấy đâu, nhưng mà vâng. Người dân cứ mần mò vậy. Mần mò xong là rồi là cứ người nọ là cứ mà... kinh nghiệm cái truyền theo người vâng. kia. Mấy đất nông nghiệp nó cũng thu hẹp dần, không có nhiều điều kiện để trồng cây nữa. Nên mình phải chăm sóc cho vâng. nó chu đáo. Cháu thấy là một sào 1.000 mét này là trung bình mỗi năm mà mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu tấn hả cô? Cái này là theo chu kỳ. Chu kỳ ạ. À? Tại vì ví dụ như 15 tháng mới được thu. Đúng rồi, thế thì 3 năm mới được 2 lần thì, nhỉ. Đấy. Nó là như vậy. 1 năm rưỡi. Nhưng mà vâng. Cái thu là nếu mà nó mà theo đúng như kiểu ý mình muốn ấy mà. Vâng. Giống như người ta mình muốn đẻ lúc nào thì đẻ kiểu thế. Vâng. Thì bây giờ cái này nó thì muốn của mình có thể là nếu mà mình chăm tốt thì nó thể là 60 tấn, 70 tấn một hecta, có khi là 50 tấn một hecta, tùy theo lượng mình chăm. Vâng. Và tùy theo là cái giống chồi mình đưa lên cho người ta và cái đất của người ta tốt hay không. Còn đất tốt thì nó sẽ là rơi được 70 tấn trên 1 hecta. Vậy là quả cũng to nhỉ cô nhỉ. Đấy thì 1 cân một quả mà. Và 1 cân một quả. Còn nếu như mà đất xấu thì có khi nó chỉ nằm khoảng 7 lạng đến 8 lạng một quả thôi. Vâng. Đấy. Thì ví dụ như là 1.000 mét của mình. 1.000 mét khoảng được bao nhiêu cây cô? 7.000 cây. Ây à. Một hecta nó là 7 vạn. 7 vạn. Thì 1.000 mét nó là được 7.000 cây đúng không? Đúng đúng rồi đúng rồi đúng rồi. 7.000 cây. Thôi mình cứ tính là bình quân 8 lạng đi. 8 lạng. Mình đấy là cho là dưa đất xấu, không đất tốt. 7 8 lạng. 5 6 5 1. Đấy. Là nó sẽ được là 1.000 mét đấy là sẽ được là đi 8 7 7 8 bao nhiêu? 5 6 chắc 5 tấn rưỡi nhỉ. 5 tấn 6 nhỉ. Được 5 tấn 6. Vâng. 5 tấn 6 nếu mà mình xử lý theo trái vụ của mình. Ai chà. Đấy thì mình thôi vâng. Gọi cho là nó là giá 10. Giá 10. Là khoảng đấy khoảng 5 triệu 50 triệu. Hơn 50 triệu một 1.000 mét. Nó hơn 50 triệu đấy. Thì bây giờ quay lại mình phải trừ tiền phân chứ. Trừ tiền phân xong đấy. Trừ tiền công, trừ tiền ni lông, tiền giống. Tiền nọ tiền kia đi mất độ khoảng 15 triệu.
15 triệu tất cả. Đến 20 triệu. Đến 20 thì mình triệu. chỉ còn được 30 triệu trên 1.000 mét. 30 triệu trên 1.000 mét. Đấy, Thế thế là thôi. cũng Mình phải chịu, mình trồng bao nhiêu mình phải chịu bao thế nhiêu. là một Đấy một là một 1.000 một mét. héc là một Còn một. năm thu hoạch được hơn năm là cũng được mấy trăm triệu chứ Ừ, nhỉ. còn mấy hecta thì nó phải được mấy trăm triệu. Nhưng mà Và với điều kiện là anh phải chăm tốt này, anh phải chịu khó, anh phải làm có kỹ thuật theo các thứ đúng nhỉ. chương trình, đúng kỹ thuật Và mà như các mà cô quan đưa trọng ra giá nó cũng phải là và cái được giá ưu được giá đãi đấy, nhỉ. thì vậy trên mới Gọi phải là gọi là tính ưu tính giá 10 là mình cũng tính là gọi là trung bình rẻ ấy nhỉ. đãi. Bình quân đấy là lấy thôi, đấy là mình trồng theo trái vụ. Còn nếu như Và mà mình cứ để thả bông này, đến lúc mà mình không hãm lại, mình không bó cái cây dưới này lại Vâng. mà nó ra quả thì quả nó bé, quả nó Đúng bé rồi. thì mới lại cái lúc mà mình làm không theo kỹ thuật của mình cứ để tự nhiên như thế thì Vâng. nó ra trùng hợp với, ví dụ như nó ra trùng hợp với vải này, mận này, rồi Vâng. các loại hoa quả rất, rất nhiều, và Thế sản phẩm thì nó có ra rất khi là nhiều. trồng có khi Tức lỗ là tháng vốn. 6, tháng 7 thì có khi anh chỉ được ăn có 5.000 một cân thôi, 6.000 Năm một cân, thế thôi. thì anh không được lãi bao nhiêu Không con được lãi vải bao nhiêu, đấy. có Cho khi nên là lỗ. vì sao mình làm thì có kỹ thuật, vì sao người ta trước khi người ta làm nhiều Vâng. nhân rộng, người ta phải 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 yêu cầu mình lên. Vâng. Còn khi tôi đã lên là anh phải theo yêu cầu của tôi bảo Vâng. bón phân bao nhiêu, tôi trồng bao nhiêu là theo, đấy là quyền của tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà anh mà cứ cố tình tôi không làm, tôi đi về, Đúng rồi. thì nếu mà cứ để cho anh làm, tôi sau này sản lượng không đạt được như ý anh bảo tôi là thằng ấy phép. Cái Đúng. thứ hai nữa là nó không tin tưởng mình, cho Đúng nên là rồi. khi trước khi mà đã làm, anh đã tin tưởng vào tôi thì cái kỹ thuật đấy phải tôi toàn quyền quyết định Vâng. đấy. Còn khi nào xử lý anh không được quyền là anh bảo tôi thích xử lý là xử lý, Đúng không rồi, có, đúng rồi. mà phải là tôi lên tôi kiểm tra được, tôi cho xử lý, anh được xử lý, Thế tôi là bảo tính không chung là trung bình là mỗi 1.000 mét là mất khoảng tầm 20 triệu đổ lại là tiền giống và tiền chăm sóc rồi là các thứ, là liệu có nhiều quá không? nói chung là đấy là mình cứ gọi như Gọi vậy, là tại vì phân vo như bây giờ, vậy, tính phân vo bây như giờ thế. nó đắt À thế ạ. đấy, nếu mà phân nó rẻ thì sẽ không đến, nhưng Vâng. mà nếu mà phân nó đắt thì nó phải tới như vậy. À, Ví dụ như thế này nhá, mình dùng phân phân chuồng thay vì phân hoa học được không? phân chuồng nhưng mà cũng phải trộn cả cái phân kia vào nữa, À, chứ một độc mình phân phân chuồng chuồng không, nó cũng không 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 hợp, không hiệu quả. không hiệu quả lắm, mà mình Vâng. vẫn phải có cả các loại kia phần, phân kia vào. Ví dụ như bây giờ ở trên đấy họ hay có cái phân gà Phân đấy, gà đúng rồi. thì mình có phân gà thì mình sẽ giảm được được một lượng một nửa rồi, Vâng. còn mình chỉ bón thêm cái kia một nửa đấy. Kali là gì? Kali là làm cho cây Cani. nó chịu hạn tốt này, Vâng. rồi là nó làm cho cái cây dứa này nó xanh ra này, Xanh. lá dứa nó cứng lên Cứng này lên. đấy. Còn cái đạm UZ là Đạm nó u làm dê. cho là các cái bộ rễ nó phát triển nhanh, và À. các nõn dứa này là nó vươn cao Vâng. nó tốt Đúng đấy, rồi đấy, ý là cô nó nói phải quá như chuẩn thế đấy. đấy. Còn ví dụ như là sunfat đấy, Sun lân phát. thì nó khử chua này đấy, Vâng. rồi nó khử nấm này Nấm. đấy, là những cái thành phần, nó rất chi là nhiều thành phần bên trong. Nói tóm lại là Nó phải đầy đủ, nó là phải đầy 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 đủ. đủ các cái thành phần. Ví dụ như là như cháu vậy, cháu ăn cơm cháu phải Vâng. có thịt, cháu phải có rau, Đúng rồi. cháu phải có cái thứ chứ, cháu ăn nguyên thịt không cũng không được, Độc ăn nguyên cơm lông không tóc thì không cũng cũng không không được. được, cũng nó phải có cái chất dinh dưỡng trong 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 của nó, thì cái Vâng. cây dứa nó cũng là như thế. Có anh Thế mình đủ chưa chưa? bỏ đâu. Vâng. Thì Thế mày qua này, cháu lên đây cháu này gặp cô mà được chia sẻ này. Đấy, Cháu thấy chưa? xin phép mình sẽ đăng tải cái video này lên trên YouTube, trên Ôi mạng ấy, để cho nhiều người người ta học hỏi cái kinh nghiệm của cô, có được không ạ? thôi, nếu mà mày mà quay mà không quay mặt cô Kể ra thì có một cô cô đồng gái ý. 16 tuổi ngồi Đây đây cháu xong cũng rồi cũng cũng không quay hẳn cô mà chỉ mặt cô, cháu cũng cô quay ngang ngang này thôi. đấy, Vâng. thì Nhưng nói mà là nó cũng cô không chỉ ảnh có hưởng cái gì nó đến tốt cô thôi, đâu. tại vì Vâng. cô cũng không muốn, tại Nhưng vì mà cô mà may là nó không cho đến ra đấy. cộng Mẹ đồng nắng ấy thì là còn cô nếu có không chỗ có thích. thì. À thế ạ? À Cô vâng. là cái tính cô vậy, kể Vâng. cả là cô nhà cô đi trồi dứa trồi dưa cái này vậy, cô không bao giờ cô đăng lên mạng hay đăng lên là Facebook À. là ai có rung dứa là bán cho tôi này khác, là cô cũng không như vậy, Vâng. mà tự người ta tìm đến và Vâng. tự người ta Không, ví dụ như như này thì nhiều người biết đến cô hơn, thì cô lại lại là một nhà phân phối nhiều hơn cho nhiều người biết còn đến cô. còn riêng bản thân cô thì nói thật là cô là con người thì bình thường, nó chỉ chân chất thế thôi Vâng. đấy.
Không thì cái này cũng tốt cho cô, ví dụ nhiều người người ta biết đến cô, à cô này cô ấy nhiều bán dứa này thì mọi người người ta lại biết tìm đến cô, mua nhiều của cô hơn. không, cô thì cô lại cũng chả cần yêu cầu như thế, À thế tại ạ. vì cô mà Vâng. cứ đưa lên mạng, đưa lên xã hội hoặc đấy cô cháu xem nhá, kể Vâng. cả nhá cô điện thoại điện thiết cái thứ cũng vậy, cô chả bao giờ cô đăng cái gì Vâng. lên trên Facebook với bèo hết, Vâng. cô chỉ có một tí chụp ảnh ví dụ như bà cháu cháu với nhau thôi, cô vậy thôi, cô đơn giản vậy thôi. Vâng. Ừ. Thế ạ. Thì là nó tinh thần nó là như thế, mình cũng nếu như mà cái cháu mà